những lãnh đạo nào của Bộ Y tế dính trách nhiệm vụ VN Pharma. Ngày 20 tháng 9 tại Bộ Y tế, thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu, đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần VN Pharma. Bộ Y tế là đơn vị cấp phép cho lô hàng H Capital và một số lô hàng khác của công ty VN Pharma. Bộ Công thương Đơn vị cấp giấy phép con trong quá trình xuất nhập khẩu thuốc và Bộ Ngoại giao là đơn vị xác nhận về sự không tồn tại của công ty Helix Canada. Công ty được xác định là đơn vị sản xuất thuốc H Capital. Kết luận nêu rõ để xảy ra những sai sót trong việc nhập khẩu, cấp giấy đăng ký với 10 loại thuốc, trách nhiệm thuộc lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược thời điểm năm 2009 trong việc tham mưu, xây dựng và ban hành thông tư. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược thời kỳ 2011-2014 cũng chịu trách nhiệm chính trong việc thiếu sự quan tâm, chỉ đạo để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung thông tư số 22-2009-TTBIT cho phù hợp. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 11 năm 2016, tiến sĩ Trương Quốc Cường giữ vai trò Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Ngày 25 tháng 4 năm 2013, ông Cường được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam. Quyết định số 1369 Quy đề BIT ngày 21 tháng 11 năm 2016 đến nay. Ông Trương Quốc Cường được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế theo quyết định 2258 Quy đề TTG. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế để xảy ra những tồn tại vi phạm cùng với kiến nghị chuyển kết luận thanh tra sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến việc công ty cổ phần VN Pharma nhập khẩu thuốc, bán thuốc H Capital là thuốc chữa ung thư do công ty Helix sản xuất và các loại thuốc do công ty Health 2000 sản xuất. Sử vụ VN Pharma vì sao Tòa triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường Chuẩn bị phiên tòa sơ thẩm sử vụ buôn bán thuốc giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty VN Pharma Thẩm phán phạm lương Toản, tránh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ, Hồ Chí Minh Vừa ký quyết định đưa vụ án ra xét xử, dự kiến vào ngày 24 tháng 9 Theo quyết định, Tòa triệu tập 9 thành viên trong Hội đồng giám định Bộ Y tế Các thành viên kết luận giám định số 31 ngày 22 tháng 4 năm 2015 trong vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người giám định. 12 bị cáo hầu tòa, trong đó cáo trạng xác định Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch, tổng giám đốc VN Pharma và Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại hàng hải quốc tế HNC, là chủ mưu. 10 bị can còn lại là đồng phạm giúp sức, cùng bị truy tố tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Theo khoản 4 điều 157 Bộ luật hình sự có khung hình phạt lên đến tử hình. Theo quyết định của tòa, ông Trương Quốc Cường, thời điểm xảy ra vụ án là cục trưởng cục quản lý dược, hiện là thứ trưởng Bộ Y tế, ra tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng. Theo hồ sơ trong vụ VN Pharma, ông Nguyễn Tấn Đạt, phó cục trưởng cục quản lý dược, ông Phạm Công Chiến, trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, trưởng phòng pháp chế, bà Lê Thúy Hương, chuyên viên là những người trong tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý của hồ sơ đơn hàng nhập khẩu thuốc H Capital 500 mg Caplet của công ty VN Pharma. Tổ thẩm định với những cán bộ trên đã hoàn toàn không phát hiện công ty Austin Hồng Kông, đơn vị bán thuốc cho VN Pharma đã hết hạn giấy phép hoạt động. Một số nội dung không thống nhất với hồ sơ. Tổ thẩm định cho rằng hồ sơ đạt yêu cầu, rồi đề xuất cục trưởng cục quản lý dược là ông Trương Quốc Cường ký duyệt cấp phép cho công ty Pharma nhập hàng. Theo cáo trạng, cơ quan điều tra chưa truy cứu hình sự các công chức cục Liên quan đến vụ án này, ngày 18 tháng 9 năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược và các cơ quan đơn vị liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mát công ty Helix Canada và nhãn mát công ty Health 2000 Canada. Theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, phần 1 Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1 tháng 8 năm 1959 tại Hà Nội, nhưng quê của bà ta ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Bà nội của Nguyễn Thị Kim Tiến có quan hệ họ hàng với cố tổng bí thư Hà Huy Tập. Nhưng việc Nguyễn Thị Kim Tiến lập lờ với truyền thông rằng mình là cháu ngoại của ông Hà Huy Tập là đánh lận và mạo nhận. Ông Hà Huy Tập có vợ là bà Nguyễn Thị Giáo, có con gái độc nhất là bà Hà Thúy Hồng. Bà Hồng có ba cô con gái, Hồng Anh, Hồng Liên, Hồng Vân. Cô con gái út Hồng Vân hiện nay định cư ở Mỹ, còn Hồng Anh làm ở công ty xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Liên làm ở xí nghiệp in Trần Phú. Cả Hồng Anh và Hồng Liên đều sống chung với mẹ tại Sài Gòn cho đến ngày mẹ qua đời. Bà giáo mất năm 1997, bà Hồng mất năm 2011, đều tại nhà riêng số 45 đường Lam Sơn, khu phố 4, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Kim Tiến vào ủy viên dự khuyết khóa 10, được bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2007, được sự ủng hộ tối đa của đồng hương Hà Tĩnh là phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu. Tại đại hội khóa 11 năm 2011, Nguyễn Thị Kim Tiến vào trung ương ủy viên thay Nguyễn Quốc Triệu ngồi vào ghế bộ trưởng Bộ Y tế, mà Tiến cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13. Chồng Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Hoàng Quốc Hòa, sinh năm 1956, quê Quảng Trị. Hoàng Quốc Hòa có học vị tiến sĩ, làm giám đốc Bệnh viện Nhân dân gia định từ năm 2011 và nghỉ hưu năm 2016. Hám sanh tiếng và học vị, nên Nguyễn Thị Kim Tiến phơ phép bằng mọi giá các học vị, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, thỉnh thoảng giảng Đại học Anh, Pháp. Chưa dừng lại ở đó, bà Tiến còn muốn mình có học hàm giáo sư y khoa, sẽ ngang hàng với các bậc thầy như Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng. Đầu năm 2018, trước phản ứng dữ dội của giới trí thức, học thuật, Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải nằm trong danh sách 41 ứng viên bị loại khỏi danh sách được chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét năm 2017. Báo chí công bố bà Tiến đã có đơn xin rút hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, đợt xét năm 2017 thực ra là bị đạp ra ngoài cùng với các quan chức như Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Quay lại vụ án chấn động nhập thuốc ung thư giả mà dư luận rất quan tâm. Từ năm 2013, Nguyễn Minh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma cùng với Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế HNC, mua thuốc tân dược của công ty Helix Canada sản xuất để cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam trong đó 9.300 hộp thuốc H-Capital 500mg caplet để chữa bệnh ung thư. Hồng chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capital 500mg, giả các chứng từ, thủ tục thanh toán và được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu lô thuốc này. Ngày 30 tháng 10 năm 2013, công ty cổ phần VN Pharma đã nộp đơn hàng nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký, số 225 dh vnp xnk và Hồ sơ kèm theo cho Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, đề nghị cấp phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capital trên đơn hàng khi công ty sản xuất là Helix Pharma Critical INC Canada Helix Canada, công ty cung cấp thuốc Austin Pharma Spectator công ty cung cấp thuốc Austin Pharma Hồng Kông Austin Hồng Kông. Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp giấy phép nhập khẩu số 22113 QLDKD do Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường ký, đồng ý cho công ty VN Pharma được nhập khẩu thuốc H-Capital theo đơn hàng trên. Sau khi có bút phê của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thời điểm Bộ Y tế cấp phép cho đơn hàng trên của công ty VN Pharma, thì công ty cung cấp thuốc là Austin Hồng Kông đã hết hạn giấy phép hoạt động về thuốc tại Việt Nam. Giấy phép số 08GP 2011/03 chỉ có thời hạn từ ngày 6 tháng 10 năm 2011 đến ngày 6 tháng 10 năm 2013. Qua điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định ở Canada không có nhà sản xuất Helix Pharma Inc. Canada. Ngoài ra, liệu cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đã chứng minh được công ty VN Pharma có sự tham gia của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Hoàng Quốc Dũng, em chồng bà Tiến, đứng tên cổ phần trong công ty VN Pharma, vai trò là tổng giám đốc phụ trách mảng đối ngoại và quan hệ với các bệnh viện. Nhận mức lương 30 triệu một tháng, thời điểm 2012-2014, Hoàng Quốc Dũng dùng ảnh hưởng của chị dâu là bà Kim Tiến để đi móc nối và ép các bệnh viện cho công ty VN Pharma trúng thầu thuốc. Hoàng Quốc Cường, con trai bà Kim Tiến, nhận lương cố vấn công ty 33 triệu một tháng. Hoàng Quốc Dũng ký nhận thay cho cháu trên chứng từ. Công ty VN Pharma mở tờ khai hải quan nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H Capital 500 mg. Nguyễn Minh Hùng cho nhập về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Chỉ giá lô thuốc này khoảng 750.000 đô la. Cơ quan an ninh điều tra phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ và ngành chủ quản đã phát hiện lô thuốc H Capital chữa ung thư đang lưu trữ trong kho của công ty VN Pharma nhập khẩu vào Việt Nam hồi tháng 4 năm 2014 có dấu hiệu nghi vấn. Qua điều tra trước khi nhập khẩu lô thuốc H Capital, các đối tượng đã cung cấp cho Bộ Y tế một giấy xác nhận của một tham tán lãnh sự quán Việt Nam tại Canada về lô thuốc này. Tuy nhiên qua điều tra xác minh, cơ quan an ninh điều tra làm rõ giấy xác nhận của tham tán lãnh sự quán Việt Nam tại Canada mà các đối tượng trình cho cơ quan chức năng là giả mạo. Để hợp pháp hóa lô thuốc H Capital đưa vào Việt Nam. Trưa ngày 19 tháng 9 năm 2014, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can là quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty VN Pharma và Võ Mạnh Cường, đại diện cho một công ty dược nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh về hành vi buôn lậu. Cơ quan an ninh điều tra tiến hành khám xét trụ sở công ty VN Pharma tại địa chỉ phường 14, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án trong đó có một bộ giấy tờ giả mạo. Cục An ninh Chính trị Nội bộ A83, Tổng cục An ninh 2 Bộ Công an, phối hợp cùng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế Canada để hỗ trợ xác minh nguồn gốc xuất xứ thuốc trên và các giấy tờ pháp lý có liên quan của công ty Helip Pharma INC Canada. Và kết luận cuối cùng, VN Pharma giả mạo tất cả hồ sơ, chứng thư. Tất cả thông tin về vụ án VN Pharma được báo về các cơ quan trách nhiệm của Trung ương nhưng khổ nỗi Nguyễn Thị Kim Tiến được quy hoạch hai nhiệm kỳ bộ trưởng. Trong khi đó, Hội nghị Trung ương 11 khóa 11 chuẩn bị nhân sự cho khóa 12 đến gần, Nguyễn Thị Kim Tiến lại có tên trong quy hoạch nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa 12 từ năm 2016 đến 2021. Vì thế vụ án rúng động này đã phải dậm chân tại chỗ.